Đây là Trần Quy Toàn, ngụ xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, đối tượng đã nhận 550 triệu đồng, hứa chạy án rồi bỏ trốn. Kêu đưa tiền rất nhiều lần. Sau khi đưa tiền xong á là cái án không có được giảm gì hết. Điện cho Trần Quy Toàn nhưng mà điện không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời luôn. Năm 2021, Công an Bạc Liêu đã điều tra làm rõ 18 vụ liên quan 15 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với tổng thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng. Chúng tôi thấy ngoài các thủ đoạn lừa đảo truyền thống như là giả danh công an, giả danh người quen biết với lãnh đạo có thẩm quyền để lừa xin việc làm, chạy trường, chạy án. Gần đây nhất, trên địa bàn lại xuất hiện loại tội phạm mượn danh cơ quan pháp luật đe dọa người dân chiếm đoạt tài sản. Các cuộc gọi tự xưng là cán bộ của các cơ quan viện kiểm sát, tòa án, cơ quan điều tra, nhân viên ngân hàng, vân vân, thông báo đến là trúng thưởng, nhận quà hoặc đe dọa và yêu cầu chuyển tiền đến một cái tài khoản chỉ định. Thì trong trường hợp này, người dân phải tuyệt đối bình tĩnh, không chuyển tiền, không cung cấp các cái thông tin tài khoản bảo mật liên quan đến tài khoản ngân hàng cho các đối tượng khi chúng ta chưa xác định được đó là ai. Khi phát hiện những vấn đề có dấu hiệu không bình thường, nghi vấn hoạt động phạm tội, bà con nên thông báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.